Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây và chúng ta đã cùng đến với ông tin update mới về đơn vị lính mới Rocket Victory của nhà phát hành game Supercell. Và những hình ảnh về thông số đơn vị lính mới này nó sẽ là gì? Và các bạn nào mà chưa xem video phần 1 về thông tin update thì hãy xem lại ngay ở trên kênh Akari Gaming các bạn nha. Quá tuyệt vời luôn với cái hình ảnh này, đơn vị lính mới, Super Troop mới. Let's go, hãy cùng Akari Gaming khám phá nào các bạn ơi. Và anh em nào có nhu cầu mua vé vàng, mua gem hoặc là những cái gói ưu đãi trong này, mình múc hết ở ạc này rồi, thì cứ liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhé. Còn bây giờ, let's go. Quá nhiều thông tin cho update. Và ngày hôm qua thì đã có những cái cấp độ mới của rồng điện, balloon, gọi là trại lính mới. Nhưng trại lính này cấp độ mới thì nó vẫn chưa có hé lộ tiếp, thì đợi sắp tới sẽ có tiếp nào. Rồi, ok, let's go. Ok, trên màn hình quý vị và các bạn, đây chính là thông số kỹ thuật về Rocket Balloon đang sẽ đưa mỗi giây sẽ là 236 ở cấp độ 8 và mắc cấp độ là 276 cơ các bạn ơi. Với cả là khi mà nó phá hủy thì là ở 600 đối với level 10, level mắc cấp độ các bạn nha. Quá ảo lòi luôn, và housing space của nó là chiếm tới 8, tốc độ di chuyển của nó là 12. Hãy nhìn hình thù của Super Troop này đi, có cái logo Super Troop rồi là có cái hai quả rocket hai bên đấy các bạn. Ảo thật sự đấy. Nhưng bây giờ balloon được lên balloon 10 thì chắc chắn em này cũng là cấp 10 rồi. Chúng ta hãy cùng đến với phần test này. Đấy, vâng, có hết spell ở những cái giây đầu tiên luôn, cho nó tấn công thoải mái các bạn nha. Và như vậy là nó được tăng hết spell chạy cánh vào ồn ủi, quá đã luôn. Bây giờ thì anh em chơi balloon không cần phải thả một cái hết nữa, mà nếu mà có sử dụng em này thì vào nó ủi luôn. Đấy, và các bạn lưu ý là ở Akari Gaming, kênh cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất, chính xác nhất khi mà mình ở trong Creator Program Supercell các bạn nha. Các anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, và ngày mai chúng ta còn nữa. Đây không phải là video cuối cùng, còn rất nhiều video về update nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhất có thể các bạn nha. Ui, đấy, nghe thấy không? Nó chạy thẳng vào web internet ngay ở gần nó nhất đấy, chính xác luôn. Và cái em mắc cấp độ thì một mình em xúc xúc này suýt ăn được, tức là phải hai em, tối thiểu phải hai em mắc thì mới ăn được em mắc các bạn nha. Đây, nếu ở nhà chính thao 12 đây, thì fan của thao 12 thì nó nhai ngang luôn, nó chỉ ngại mắc cấp độ thôi, nó chỉ ngại về những thành phần mắc cấp độ thôi. Hãy đưa ra ý kiến của các bạn về đơn vị lính xúc xúc mới này và Rocket Balloon nó sẽ như thế nào. Đây, quá đã. Đối với mình thì chuyên gia chơi lính bay thì sẽ đây sẽ là một bước tiến lớn. Combo rồng điện balloon nó sẽ bá được không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Và anh em có nhu cầu muốn xem một vé vàng hay có ưu đãi gì cứ liên hệ mình hàng ngày game mình, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng của Combo đều ok hết các bạn nha. Và sắp tới chúng ta còn hé lộ nhiều cái hơn nữa, bởi vì các bạn biết rồi, nhà Barrack của chúng ta sẽ lên được cấp độ mới. Vậy nó sẽ là gì? Anh em hãy nhớ bấm nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming. Đừng quên ấn hình chuông để bọn không bỏ lỡ bất kỳ một video nóng hổi nào về update. Và Akari Gaming sẽ cập nhật cho anh em cực kỳ nhanh gọn, cực kỳ sớm. Đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ luôn video này cũng như là kênh Akari Gaming các bạn nhé. Một chút xíu nữa chúng ta vẫn live stream bình thường trên COC lớp thôi. Ok, có lẽ em bây giờ phải về đi farm một trận đã. Ok, và trên màn hình quý vị và các bạn, đây chính là những cái thông số kỹ thuật về New Super Troop Rocket Balloon đã được Supercell chia sẻ. Đây, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ được chi phí vẫn là như kiểu là sản quân, ví dụ như là những Super Troop bình thường với 25.000 dầu đen các bạn. Và mục tiêu của nó là tấn công vào những công trình phòng thủ, nó gây sát thương đam lan, và mục tiêu mặt đất là chính là những mục tiêu chính của nó. Housing Space của nó chiếm là 8, tốc độ di chuyển là 12. Ấy rồi ơi, và nó có từ level 8, 9 và 10 các bạn. Đam sát thương mỗi giây tăng đều 236, 256 và 276. Vâng, đam khi phá hủy là 400, 500 và 600. Máu là 840, 940 và 1040.
quá ngon nghẻ và căng cò luôn, đều sản quân với cả 48 giây cả các bạn ơi. Hãy đưa ra ý kiến của các bạn về cái đơn vị mình xúc chút mới này nó xinh như thế nào. Và các bạn biết rồi, ở cái trại lính của chúng ta đang là cấp độ 14, nhưng trong bản update mới nó sẽ mở lên cấp độ 15. Vậy mỗi khi chúng ta mở cái đơn vị lính mới này, chúng ta đang còn dư một ô ở đây, thì nó sẽ là đơn vị lính gì vậy ta? Vâng, anh em có tò mò và háo hức như mình không? Nếu có thì hãy đăng ký ngay kênh Akari Gaming để chúng ta hãy cùng khám phá sớm những thông tin về update cực kỳ nóng hổi các bạn nhá. Và đây không phải là thông tin cuối cùng đâu, còn nữa, còn mãi đến khi update thì thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tấn công một trận cho tối ngày hôm nay để chuẩn bị bắn tiếp nào. What the hợi, tại sao lại phải gặp cái bay này hả trời ơi, căng quá. Mèng ơi, đánh như nào, vô vào đâu bây giờ, thật sự là khó đấy. Ok, anh chơi thả đá đi. Queen, rồng điện vào đây, rồng điện bên này nữa. Yo, ok, thả đá vào luôn. Rồi, gồng và cuồng nộ luôn này, bật skill cho thằng kinh luôn này, bịt em này lại này. Như vậy lính hội thành là super minion, cài cắm đồ chơi đây là khá nhiều. Vâng, chơi với chúng tôi thì chúng tôi cũng phải chơi lại thôi. Một mẫu bay khá là trồn đấy bạn ơi. Được tay đây nào, đừng có hẹo bạn nhá. Gồng Queen luôn. Vâng, em Royal của chúng ta chắc là phải đi bên này thôi, chứ không thể đùa được, không thể giỡn chơi với chúng nó được. Nhây lắm, bọn này chơi nhây lắm. Royal Champion á, beat nó lại. Vâng, có ai đó vào bắt nó không? Bình tĩnh mà chơi đi em ơi. Ôi giời ơi. Vâng, sắp tới những đơn vị lính lang của chúng ta nó còn nguy hiểm và càng cỏ hơn nữa. Bịt cái nhúm này lại nào. Rồi, giao bánh thôi em ơi. Xiên có lô con đề gì đây không? Ôi dồi ôi, Queen, giật phát nữa cho Queen nó hẹo đây. Rồng điện hay quá, đi đường quyền quá tốt luôn rồng điện ơi. Vâng, sẽ như thế nào đây? Vâng, hello con gái. Ơi, anh em đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ nhá. Và mình vẫn luôn cập nhật cho các bạn những thông tin update nóng hổi nhất. Vâng, ai đó làm ơn chơi hộ con ai, chờ hộ tôi cái. Oh man, Queen cố gắng thở oxy đi em ơi. Thở tốt vào. Vâng, hít thở thật sâu vào. Ôi giời ơi, cái X-Bow kìa. Không thể tin được. Hẹo cái X-Bow chứ. Còn bây giờ Electro với cả trụ quản giáo không biết có đối mặt được với thanh niên Edifan không. Rồi sắp tới nó lên một cấp độ mới cho Edifan, cho trụ Archer với cả là quản giáo luôn. Tháp quy giáp luôn. Càng cò vãi trưởng rồi. Oh no, lọt vào tầm ngắm của Edifan chứ. Đau thật đấy. Oh, 92% là có 30 cúp thôi anh em ạ. Vâng, hơi buồn ông tôn này. Thôi, những ông thần này vào đấm thì cũng được gì nữa. Ok, như vậy thì khởi động một video một trận rồi. Ok, không sao cả, tiếp tục thi đấu. Và anh em có nhu cầu mua xe, mua vé vàng hoặc những gói ưu đãi gì thì cứ liên hệ Akari Gaming các bạn nha. Vâng, quá nhiều gói ngon nghẻ luôn đây này. Ok, gói 4.000 gem nữa. Và mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất về update nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở trong livestream nào.